Nhân dịp đội tuyển Việt Nam có trận đấu định mệnh tối nay, mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm hướng chuyển động Việt Nam chiến thắng thực sự vẻ vang bằng PowerPoint như thế này nha. Đầu tiên, để có được ngôi sao và hình cầu có thể xoay 3D ở đây thì chúng ta sẽ vào Insert chọn 3D, tìm từ khóa Star và Circle ở trong này. Chúng ta sẽ có rất nhiều ngôi sao để tạo chuyển động 3D có sẵn trong PowerPoint. Sau khi đã có hai vật thể ở trên slide thì chúng ta sẽ vào Animation và đầu tiên chúng ta sẽ thêm chuyển động Zoom. Chúng ta mở bảng quản lý chuyển động. Vật thể sẽ phóng to từ trong ra ngoài như vậy. Và tiếp theo chúng ta sẽ vào phần thêm chuyển động và thêm chuyển động là Zamantern. Chúng ta sẽ nhấn chuột phải để hai chuyển động chạy cùng lúc với hai chuyển động trước. Đây là chuyển động sẽ giúp vật thể nhảy và xoay như vậy. Và để chuyển động của ngôi sao trở nên mạnh hơn thì mình sẽ chọn chuyển động cuối cùng vào Effect Option và chọn Strong. Lúc này chuyển động của ngôi sao sẽ tuyến tính hơn với cả hình cầu. Và bước mấu chốt để mang lại sự sáng tạo đó là mình sẽ giữ Control kéo ngôi sao ra ngoài để nhân đôi rồi di chuyển trùng với vị trí ban đầu. Và sau đó mình sẽ chọn chuyển động màu vàng vào Effect Option và chọn hướng xoay sang một hướng khác. Lúc này hai ngôi sao sẽ chạy lồng với nhau tạo nên một khối đa đỉnh cực kỳ sáng tạo và ấn tượng. Cùng follow trang Facebook, YouTube và TikTok của Nightside để xem video phần 2 hướng dẫn những chuyển động phức tạp trên slide này của mình nha.